Alo, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi nhặt ốc bươu vàng ở ruộng mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi nhặt ốc làm cái món ốc xào xả ớt đó mọi người. Chấm xả ớt mọi người nhá. Ốc này là ốc bươu vàng khổng lồ, mình lấy con to nhất mọi người nhá. Mùa này thì cũng là tháng 8, tháng 9 rồi nhưng mà mưa rất nhiều mọi người. Ruộng bây giờ thì cũng trổ bông rồi mọi người ạ. Thì mình đi tìm nó không dễ hơn đây. Con bé mình không lấy mọi người nhá. Mình chỉ lấy con to mọi người nhá. Đây mọi người ạ. Mọi người có thể thấy này, bây giờ thì lúa này, lúa đang trổ bông. Đây là lúa người ta đã cắt rồi ấy, xong là nó mọc lại lên, nó lại trổ bông mọi người nhá. Đây không phải lúa trồng này, lúa trồng vụ 2 đây mọi người nhá. Đây, ruộng lúa nó không, giờ mình bắt ốc thôi mọi người nhá. Đây mọi người có thể thấy đây này. Đấy, ốc thì có cả cua này mọi người ạ. Đây, mình chỉ chọn lấy con to như này thôi mọi người nhá. Chứ cái khác thì không chó, không có đâu. Chứ quê mình thì ốc thì muốn làm để quay video thì nhiều lắm mọi người ạ. Đây, 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 một con này. Đây, một con, đây, một con bé. Đây, một con bé nữa. Rất nhiều mọi người ạ. Đây, nhiều lắm. Ốc này là ốc bươu vàng mọi người nhá. Đây này mọi người có thể thấy đây, nó có cái lỗ như này là ốc bươu vàng này. Đây nó có cái lỗ ở đây này. Và đây là thành quả mọi người nhá. Mình chỉ nhặt lấy bằng này thôi, bởi vì mình cũng không nhặt nhiều đâu. Nếu mà nhặt nhiều cũng được nhiều thật, cả nồi to cũng được luôn, nhưng mà mình chỉ nhặt tầm này để làm, để đủ ăn mình trong cái video này thôi mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đi rửa mọi người nhá. Giờ mình sẽ mang đi rửa mọi người nhá. Mình dùng nắm cỏ như này mọi người, bởi vì cỏ này nó mịn lắm mọi người, nên là mình sẽ trà nó đi mọi người. Đây mọi người. Giờ đã sạch bóng rồi mọi người nhá. Giờ mình chỉ còn ngâm nữa. Tí mình lấy nước sạch rửa xong mình ngâm muối, ngâm ớt để nó phụt hết cái bùn ở trong trong miệng của nó ra mọi người ạ. Thì sau đấy mình mới chế biến được mọi người nhá. Giờ mình sẽ đi tìm củi mọi người nhá. Giờ mình sẽ làm kiềng mọi người nhá. Mình sẽ đặt đóng bài cọc này xuống này. Rửa bằng nước sạch mọi người nhá, bởi vì vừa nãy mình rửa bằng nước suối mọi người. Nước sạch cho nó. Đây là mình đã ngâm muối ớt rồi mọi người nhá, để nó phụt hết cái bùn bẩn ở trong này ra ấy mọi người. Giờ mình bắt đầu làm gia vị nhá, để mình đập xả trước này. Cắt hết phần gốc đi này. Giờ mình sẽ thái hành tím mọi người nhá. Đây hành tím mình chỉ cần cho một củ thôi. Mình cho nhiều thì nó thơm, nhiều cho ít thì nó cũng thơm bình thường thế thôi. Giờ mình sẽ thái ớt ra mọi người nhá. Giờ mình sẽ đổ dầu vào mọi người nhá, đổ ít thôi mọi người, đổ ít đổ nhiều cũng được. Đấy, mình đổ chân này. Mọi người cứ phi bình thường thôi mọi người nhá. Phi như này thơm lắm đấy mọi người ạ. Mình sẽ đổ sa tế vào để thêm cay mọi người. Mới gọi là ốc siêu cay mọi người nhá. Giờ mình sẽ cho ớt mình sẽ cho ốc vào mọi người nhá. Cứ thế là cho vào mọi người nhá. Đấy. Sẽ dùng lá chuối này để đắp lên để nó giữ nhiệt mọi người nhá, để nó nhanh chín mọi người. Đấy, ok chưa? Mình sẽ để nó sôi một tí, xong tí mình sẽ đổ coca vào, bởi vì ốc này là ốc bươu vàng ấy, bởi vì nó dai mọi người ạ. Giờ mình sẽ đổ coca mọi người nhá.
Bởi vì coca là mình sẽ đổ vào để cho nó ốc nó mềm, bởi vì ốc này nó con to này là nó dai dai ấy mọi người. Nhai nó sật sật như kiểu tai heo ấy mọi người ạ. Giờ mình sẽ cho một ít coca vào mọi người nhá. Tí coca này nó bay hơi hết mọi người ạ. Chỉ còn là nước sốt mình làm bắt đầu ấy, chỉ cần chờ cho nó cạn hết nước dùng này này. Xong là ăn luôn mọi người nhá. Giờ đã chín rồi mọi người nhá. Đây này, nước sắp cạn hết rồi này. Giờ mình chỉ đặt xuống cái nồi cá chảo hô nghèo này, không có cái quai để cầm mình ạ. Nên là mình phải dùng cái này đặt xuống thôi. Đặt xuống rồi, giờ mình sẽ cho lá rau thơm vào mọi người nhá. Mình dùng tay bật vào thôi nhá. Mình cho lá này vào để nó thơm mọi người ạ. Bây giờ mình bớt ốc ra trước mọi người nhá. Wow, ngon chưa này. Rất là thơm mọi người ạ. Nho cái đồ. Thơm mọi người. Mùi có mùi đặc trưng của mùi thơm của sả này, mùi thơm của sa tế này, xong thơm của coca nữa mọi người ạ. Nó hòa quyệt vào nhau, ôi dồi ôi, tuyệt vời luôn nhé. Đây, cái chỗ này mình phải để nó thành một cái chung để giữ nước mình nhé. Thì nó mới ngon được. Ớt bột mọi người nhá, ngon lắm đấy mọi người. Đây mình cho ít mắc khén vào này. Đây nó có cả có ớt quả này, siêu cay, siêu ngon lắm mọi người nhá. Mình dùng tay bốc mọi người nhá, đây này, con này ngon chưa này. Wow. Mọi người cứ xoáy hết ra nhưng mà phần đuôi này là mọi người bỏ mọi người nhá. Bởi vì đây là phân của nó ấy mọi người. Mình chỉ ăn phần đầu thôi mọi người nhá. Còn trứng thế, trứng thì nó như kiểu dạng nhai sần sật không ngon lắm. Xin mời mọi người nhá. Ngon lắm mọi người. Thật sự là nó rất là ngon mọi người ạ. Vị thơm của hành tím này, sa tế này, vị cay của ớt này hòa quyện vào nhau thành một cái hương vị rất là khác biệt mọi người ạ. Bình thường thì mình không nấu như này đâu. Hôm nay mình làm clip này thì mình muốn chia sẻ cách nấu này đến tất cả mọi người ấy. Nên là mình nấu thực sự là nó rất là ngon mọi người ạ. Mình đặt để đây luôn. Ngày trước ấy, mình chưa có loại ốc này, họ ăn cả phần đấy luôn mọi người, phần đít luôn đấy. Xin mời mọi người nhá. Những ai đã thấy video này thì hãy đăng ký để ủng hộ để mình có động lực để làm ra những các video tiếp theo mọi người nhé. Bởi vì mình không có chi phí để quay những vlog nướng gà nướng vịt ấy mọi người ạ. Vì ở trên quê mình bây giờ thì ở nhà không đi làm ấy, nên là mình chỉ có cái gì mình tận dụng cái đấy để quay cho mọi người thôi mọi người nhé. Xin mời mọi người nhé. Lần sau mình nếu mà video này mà có nhiều người xem, nhiều lần like thì mình sẽ làm một cái nồi ốc siêu to, khổng lồ, siêu cay cho mọi người nhé. Hy vọng là cái video này có nhiều bạn ủng hộ mình nhé. Nếu mà đến đây xin chào mọi người nhé. Nhớ theo dõi cho mình nhé. Chào mọi người nhé.